Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách tạo một tài khoản Gmail. Để tạo được tài khoản Gmail, đầu tiên bạn sử dụng trình duyệt web bất kỳ. Ở đây tôi sử dụng trình duyệt web Cocos. Tại thanh địa chỉ của trình duyệt web, bạn gõ vào gmail.com. Bạn nhấn vào mục tạo tài khoản. Ở đây bạn nhập vào thông tin theo yêu cầu, gồm có họ tên, tên tài khoản người dùng, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, ngày tháng năm sinh, giới tính, điện thoại và địa chỉ mail khôi phục. Vị trí địa lý, bạn ở quốc gia nào thì bạn chọn quốc gia đó. Nhập thông tin, họ tên, bạn nhập vào mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự. Nhập vào ngày tháng năm sinh. Chọn giới tính. Bạn có thể nhập vào số điện thoại. Số điện thoại của bạn giúp Gmail gửi thư bảo mật tài khoản của bạn, kích hoạt tài khoản của bạn. Do vậy, bạn nên nhập vào số điện thoại hoặc địa chỉ mail để khôi phục. Bạn chọn vị trí địa lý, bạn ở quốc gia nào thì bạn chọn quốc gia đó. Sau khi nhập xong thông tin, bạn nhấn bước tiếp theo. Bạn xem qua điều khoản bảo mật của Gmail. Bạn nhấn vào nút tôi đồng ý. Ở đây Gmail yêu cầu bạn xác minh tài khoản. Xác minh tài khoản bạn phải cung cấp số điện thoại. Sau khi bạn cung cấp số điện thoại xong, Gmail sẽ gửi cho bạn một tin nhắn. Sau khi Google gửi mã xác nhận cho bạn qua điện thoại, bạn nhập vào và nhấn tiếp tục. Bạn nhấn vào nút tiếp tục, chuyển đến Gmail. Đến đây, tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo xong một tài khoản Gmail. Trong video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một kênh YouTube từ tài khoản Gmail của bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.